cho mọi người cùng theo chân mình review trạm dừng Minh Khải, Sóc Trăng và trạm dừng Phúc Lộc Thọ ở Cái Bè Tiền Giang nha. Tạm biệt Cà Mau thân thương, tạm biệt ba mẹ. Hai chị em mình quay trở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc của mình. Xa nhà đã 6 năm, nhưng lúc nào ba mẹ mình cũng đưa mình ra tận bến xe và chờ đến khi xe lăn bánh thì ba mẹ mình mới về. Từ Cà Mau lên Sài Gòn sẽ mất khoảng 8 tiếng và sẽ dừng chân ở hai trạm là ở Sóc Trăng và ở Tiền Giang. Đây là trạm dừng chân Minh Khải, Sóc Trăng. Trạm này thì không quá rộng, nhưng bán đầy đủ các món như là bánh bía, rồi các loại bánh kẹo, nem chua nè, cà phê. Thậm chí là bạn có thể mua cà phê take away hoặc là vô quán ngồi ngắm đường xá. Nhìn cái quán cũng rất gì và này nọ đúng không mọi người? Năm nay Minh Khải còn sửa sang lại là một cái khu tiểu cảnh nhà lá giống như vậy nữa nè. Vô chụp hình, sống ảo thì bao đẹp luôn ha. Ngoài ra ở đây có phục vụ đồ ăn chỉ từ 45 đến 50 nghìn một phần. Mọi người nhìn thấy chỗ này có quen không? Nếu mà mọi người có xem cái clip hành trình về quê ăn Tết của mình thì sẽ thấy chỗ này rồi. Hôm nay em nó sẽ được quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới và đã hoàn thiện hơn so với clip cũ. Với tư cách là một khách hàng ruột của Phương Trang hơn 10 năm nay thì bây giờ nhìn thấy cái trạm dừng chân này đã thay đổi như thế này, thật sự là mình thấy rất là vui mừng và ngạc nhiên. Nếu mình quay cảnh này mà không có chú thích đây là trạm dừng thì chắc sẽ tưởng đâu là trung tâm thương mại. Đói bụng quá, bây giờ mình sẽ gọi món hot dog phô mai xúc xích, một món mới của trạm dừng chân để ăn thử nha. Hơi thất vọng xíu, em không có được ngon, mềm èo và không có giòn gì hết trơn. Chỗ này lúc mình quay là mấy bác thợ còn đang làm việc, rồi còn đang căng bạc đây nè. Bây giờ tạo thành một cái cảnh rất là dễ thương luôn. Hôm nay chỉ quay tới đây thôi, nếu mọi người muốn xem chi tiết thì quay lại clip cũ nha. Bye bye mọi người.